gian cảnh bắt cóc bạn gái rồi làm người hùng đưa 500 triệu tiền chuộc. Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin, hiện công an Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng: Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1997, trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hóa; Triệu Ông Nhất, sinh năm 1996, trú tại Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai; Hoàng Ông Nhất, sinh năm 1998, trú tại Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai; Lương Thanh Miều, sinh năm 1998, trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai, về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Theo điều tra, khoảng tháng 10 năm 2020, Đức có quen biết với chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 2002, trú tại Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm, nhưng Đức chưa được chị Tê đáp lại. Đức đã bàn bạc với Miều lên kế hoạch bắt cóc Tê, rồi dựng lên vở kịch đòi tiền chuộc. Khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 3, Đức hẹn chị Tê đến cổng chùa Phúc Khánh, phường Ngã Tư Sở. Chị Tê đến điểm hẹn, bị các đối tượng bắt ép lên xe rồi đưa về một ngôi nhà tại thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Theo kế hoạch đã bàn bạc, Miều lấy điện thoại của chị Tê gọi cho Đức, yêu cầu số tiền chuộc là 500 triệu đồng. Với kịch bản giải cứu bạn gái, Đức đến địa chỉ giam giữ chị Tê, trao đổi tiền chuộc với mục đích khiến chị Tê rung động. Sau khi thoát ra ngoài, chị Tê đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Đức, Lương Thanh Miều, Triệu Ông Nhất và Hoàng Ông Nhất để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được Đức thuê bắt giữ chị Tê và dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền trên. Hiện công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định. Cũng may là cô gái đã đi trình báo và vụ việc được giải quyết kịp thời, không xảy ra những hậu quả đáng tiếc khác. Nhưng không phải trường hợp nào cũng được may mắn như vậy. Chẳng hạn như vụ chồng đâm chết người khi cứu vợ bị bắt cóc diễn ra vào trưa ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hẳn mọi người còn nhớ nhân vật chính trong câu chuyện là bà Chi và con ruột Võ Thị Thúy Hằng và anh Giao, chồng của chị Hằng. Theo điều tra ban đầu của công an cho biết, giữa bà Chi và chị Hằng 29 tuổi vợ Giao có mâu thuẫn trong việc tiền bạc cấp dưỡng. Do đó, ngày 15 tháng 11, bà Chi bật đèn xanh để nhật con gái ruột của mình, thuê taxi và dẫn đường cho nhóm trên đi cùng Trần Lê Dư Thịnh, 28 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai, mang theo roi điện, bình xịt hơi cay, gậy ba khúc đến Vĩnh Long bắt Hằng đưa về Bà Rịa, Vũng Tàu. Trưa cùng ngày, khi cả nhóm đến quán cà phê Tâm Giao, đã lao vào trấn áp, lôi Hằng ra ngoài. Hằng la lớn cầu cứu. Đang đi hái dừa và lột dừa sau vườn, nghe tiếng vợ kêu cứu, Giao chạy ra ngoài giải cứu thì bị nhóm này đánh vào cổ và xịt hơi cay vào mặt. Giao cầm cây kim loại có hàn đầu nhọn, cua tứ tung và đâm về phía nhóm bắt cóc. Hậu quả một người bị đâm trúng nách tử vong, hai người bị đâm trúng bụng bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi gây án, Giao đến công an đầu thú, riêng Nhiệt đón taxi bỏ trốn về Bà Rịa, Vũng Tàu. Báo tin cho mẹ ruột là Chi biết sự việc. Ít ngày sau đó, cả Nhiệt và bà Chi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, bà Chi nhiều lần khóc lóc, tỏ ra hối hận vì không ngờ hậu quả xảy ra quá lớn. Được biết, vợ chồng anh Giao và chị Hằng mở quán cà phê ở địa phương kinh doanh. Anh Giao bản tính hiền lành, chăm chỉ, không có xích mích với ai. Ngoài kinh doanh, người này còn đi lấy dừa khô về bán. Đại diện ấp An Hiệp cũng chia sẻ, bà Chi có hai người con là chị Hằng và Nguyễn Thanh Nhật, 21 tuổi. Sau khi chồng bà mất, bà về địa phương sinh sống cùng con trai. Mặc dù ít tuổi, nhưng người con trai của bà Chi đã dính vào tệ nạn xã hội. Thậm chí khi con gái là chị Hằng và địa phương lên án đưa Nhật đi cai nghiện, bà Chi cũng không đồng ý. Suốt thời gian trước đó, chị Hằng luôn chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con bà Chi. Nhưng khi biết chuyện em trai nghiện và không bảo được mẹ đưa em đi cai, nên chị Hằng không chu cấp nữa, khiến hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí trước đó gia đình bà này cũng phải nhờ địa phương can thiệp hòa giải vụ đất đai. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành khởi tố Trần Ngoại Giao, 30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ về hành vi giết người. 6 bị can bị khởi tố về hành vi bắt người trái pháp luật gồm Võ Thị Kim Chi, 53 tuổi, Nguyễn Thanh Nhật, 20 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long, Nguyễn Văn Tiến, 29 tuổi, Dương Văn Tiến, 31 tuổi, Trần Văn Dũng, 29 tuổi và Nguyễn Anh Vĩnh, 25 tuổi, cùng trú tại xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu.